Mộc Châu, Sơn La từ lâu được biết đến như vùng cao nguyên trắng. Nơi đây có sự pha trộn đầy tinh tế của tự nhiên và con người, tạo nên những vườn mận mơ trắng muốt. Ở đây, các loại cây ăn quả như nhãn, xoài, bơ, cam quýt, hồng, mận đều phát triển rất tốt và giúp nông dân kiếm bội tiền. Khu đồi chọc mà trước đây người ta trồng ngô liên tục, đến nỗi đất chai sạn, ngô chẳng ra được bắp nên dần dần bị bỏ hoang. Thế nhưng bây giờ, khu đồi chọc rộng gần 20 hectare ấy không còn chọc nữa, mà đã trở thành một vùng cây ăn quả ngút ngàn. Hàng năm đưa lại cho chủ nhân của nó là anh Nguyễn Xuân Văn ở tiểu khu Paten, thị trấn Nông Trường, Mộc Châu, Sơn La hàng tỷ đồng lợi nhuận. Thành công đối với anh không chỉ bởi sự cần cù, sáng tạo trong lao động, mà còn bởi tình yêu với những trái cây sạch nơi cao nguyên trắng. Cây mận hậu được trồng ở Mộc Châu từ 30 năm trước. Loại cây này mang lại nguồn thu nhập khá ổn định, song đòi hỏi phải chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật mới đạt năng suất cao. Trước đây, người dân thường để cây mận phát triển tự nhiên, không có kỹ thuật chăm sóc, dẫn đến sự suy giảm về chất lượng và giá trị kinh tế. Cây già cỗi, thoái hóa, cho ít quả và bị sâu bệnh gây hại nhiều. Giá bán mận bấp bênh, những lý do đó đã không ít lần dẫn đến tình trạng chặt bỏ vườn mận của người dân. Với một số năm gần đây là thời tiết nó thay đổi nên là cây mận nó cái bệnh tật nó phát sinh cũng rất là nhiều bệnh. Thế nhưng mà chúng tôi đã phổ biến cho bà con là tất cả mọi thứ mình nên phòng. Thế nên là nó cũng hạn chế được bệnh tật rất là nhiều. Cái dẹp sáp là cái mà bà con đang phải chăn trở nhất. Nguyễn Xuân Văn suy nghĩ, không lẽ vì thói quen canh tác cũ mà người trồng mận phải đánh mất đi giá trị của loại trái cây đặc sản này. Quê gốc ở Hà Nội, nhưng Nguyễn Xuân Văn sinh ra và lớn lên ở Mộc Châu. Từ nhỏ, anh đã sớm gắn bó với rừng. Đam mê lớn nhất của chàng thanh niên là trồng, chăm sóc và thu hoạch mận, mơ xung quanh nhà. Mình cũng là xuất phát từ con nhà lông. Thế sau đó khi mình từ dưới xuôi mình chuyển lên đây thì là mình cũng đi làm vườn luôn. Thế thì trước đây nó chỉ có cây mận thôi. Thì về cái vấn đề nông nghiệp thì cây ăn quả mình cũng rất là yêu thích. Thế sau đó là mình với niềm đam mê thì mình đã sang làm vườn. Thời điểm năm 2010, Viện Bảo vệ Thực vật triển khai dự án đốn tỉa chăm sóc mận hậu tại huyện Mộc Châu. Anh Nguyễn Xuân Văn là một trong những người đã áp dụng thành công dự án trên và hướng dẫn cho bà con làm theo. So với những gốc mận cùng tuổi, thì 500 gốc mận của gia đình anh Văn có độ cao chỉ bằng một nửa. Thay vì trèo lên cây, dùng thang, dùng xào để hái mận, giờ anh Văn chỉ cần đứng dưới gốc để thu hoạch, cũng như chăm sóc cho cây. Thì trong cái quá trình sản xuất thì trước đây là bà con đang sản xuất theo cái truyền thống, thì bây giờ đưa vào một cái quy chuẩn, bà con cũng rất là ngại và cũng nhiều lúc vẫn e ngại rằng là khi sản xuất mất nhiều thời gian như thế, làm vất vả như thế, liệu thị trường khi sản phẩm làm ra có đưa ra được thị trường với giá đắt hơn không và có tiêu thụ được không? Đấy là cái tôi trăn trở nhất. Ngoài công việc đốn tỉa trẻ hóa cho cây, những ngày này là thời điểm anh Văn bón bổ sung NPK và phân hữu cơ quanh gốc cây để giúp cây mận cân bằng dinh dưỡng. Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, anh Văn nhận thấy năng suất mận tăng cao, chất lượng tốt hơn. Anh Văn rất phấn khởi. Thế nhưng giá bán mận lại vẫn bấp bênh, không ổn định. Quả mận đưa ra thị trường rất là khó khăn. Có thậm chí có những năm bà con phải đổ đi. Thì sau đó mình cũng tâm huyết với cái cây ăn quả này và mình cũng đã để Hà Nội mình tìm thị trường. Thì khi mình xâm nhập vào các thị trường như siêu thị hoặc chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch thì họ hỏi là
gia đình đang sản xuất theo là tiêu chí gì hay có giấy chứng nhận gì chưa, thì tôi đều trả lời là chưa. Thế thì họ bảo nếu như mà khi sản xuất theo một cái chuẩn nào đó thì chúng tôi bắt đầu quan tâm. Khi đã biết lý do sản phẩm của mình chưa bán được nhiều, là một người nhanh nhạy, anh Văn nhận ra rằng ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm còn cần có một thương hiệu sản phẩm tốt. Nghĩ là làm, anh Văn đã trở về tìm hiểu ở các cơ quan ban ngành ở huyện và chuyển đổi sang sản xuất theo hướng an toàn. Thị trường hiện nay là rất nhiều thực phẩm bẩn. Thì để bảo vệ sức khỏe của chính của mình, sau đó đến sức khỏe cộng đồng, thì tôi đã tìm đến cách là sản xuất theo tiêu chí là sản xuất an toàn. Thì bước đầu tiên là phải là làm theo tiêu chuẩn Việt Gáp, và tôi đã làm theo quy chuẩn đó. Thế từ khi mà có chủ trương là thị trường hàng hóa, đưa cây mận vào hàng hóa, thì chúng tôi nhận thấy là phải thành lập một cái tổ hợp tác hoặc là hợp tác xã để có chỗ đứng, vị thế về pháp lý trên thương trường. Thế chúng tôi đã thành lập tổ hợp tác và đã được đạt tiêu chuẩn tổ gọi tên là tổ mận sạch Mộc Châu. Tổ hợp tác sản xuất và tiêu dùng mận an toàn Mộc Châu được thành lập vào đầu năm 2015. Toàn bộ quy trình kỹ thuật cũng được thay đổi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Liên kết để cùng sản xuất và tạo ra một thương hiệu mạnh trên thị trường. Đó là mục tiêu được đặt ra cho 10 thành viên đầu tiên. Để chuyển sang cách thức sản xuất mới, không ít lần, anh Văn và nhiều thành viên tổ hợp tác phải bấm bụng chặt bỏ cả đôi mận trước sự tiếc nuối của cả gia đình và hàng xóm. Thế nhưng, đã quyết tâm chuyển đổi thì phải tuân thủ các quy định. Người ta đang làm theo truyền thống, khi chuyển sang một cái quy chuẩn này thì tất nhiên là sẽ khó khăn nhiều cho tôi. Thế nhưng mà tôi cũng đã vận động bà con là mình đã tâm huyết thì quyết tâm bằng được rồi sẽ thành công. Thì với cái sản xuất Việt Gáp thì chúng tôi phải áp dụng theo đúng quy chuẩn, thì nó có nhiều tiêu chí mà để mọi người phải thay đổi cách sản xuất hoàn toàn, như về từ cái thùng để đựng rác cũng không được vứt bừa bãi này, cắt tỉa đốn tỉa nó cũng khác này, cách bón phân cũng phải sử dụng phân được cho phép được sử dụng này, từ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng phải dùng trong cái quy chuẩn mà được sử dụng an toàn. Chi phí đầu tư để làm mận theo Việt Gáp bước đầu khá tốn kém. Anh Văn tự an ủi mình và động viên các hộ thành viên chỉ bằng hy vọng. Những quả mận hậu chất lượng sau này sẽ bán được giá cao hơn. Nhanh chóng sau một năm hoạt động nghiêm túc, tổ hợp tác do anh Văn làm tổ trưởng đã thu được những kết quả ngoài sức mong đợi. Khi đã sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp thì cái thị trường của tôi cũng được đưa vào các siêu thị như Vinico đã nhập hàng của tôi, hoặc là Fivimac, cộng với một số cửa hàng thực phẩm sạch ở Hà Nội uy tín. Trước đây là 1 hecta thì chỉ 200 triệu, nhưng mà khi thành lập tổ hợp tác đến nay thì giá trị kinh tế của 1 hecta lên từ 300 triệu trở lên. Đấy, cho nên là chúng tôi rất là phấn khởi và tin tưởng vào sự hình thành của tổ hợp tác. Đầu năm 2017, tổ hợp tác sản xuất và tiêu dùng mận an toàn Mộc Châu được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp cho 16,8 hecta diện tích sản xuất mận. Đây là minh chứng cho sự thành công đầu tiên của anh Văn và các hộ gia đình gắn bó với cây mận hậu. Thế nhưng thành công ấy vẫn chưa làm thỏa mãn với những khao khát của tổ trưởng Nguyễn Xuân Văn. Cái lượng sản phẩm chúng tôi làm ra theo tiêu chuẩn Việt Gáp không tiêu thụ được hết, nên đôi lúc là cái thiệt hại cho bà con là đầu tư lớn nhưng mà nó vẫn chưa được như ý. Cũng rất là may mắn là tỉnh Sơn La đang phát triển mạnh về cây ăn quả. Thế thì tôi ở trong cái tổ hợp tác thì tôi cũng được rất là tham gia nhiều cái hỗ trợ là về tư vấn và kết nối của tỉnh Sơn La, thì đó là cũng là một điều rất tốt. Thế nhưng mà cái lượng đưa ra, hàng hóa đưa ra vào các cái kênh chính thống đấy nó chưa được nhiều. Chúng tôi là trước nay là chỉ trồng cây mận, thì còn về trồng những cây cam, cây bưởi hoặc cây hồng giòn thì chúng về cái kinh nghiệm trồng là chúng tôi cũng chưa có nhiều. Thế nên là khi mà chuyển đổi trồng những cái đấy, bước đầu chúng tôi cũng gặp một chút khó khăn về là chăm sóc cây cam, vì cây cam là một cái cây nó rất là nhiều bệnh. Nó từ cả bệnh thối rễ vàng lá đến là tất cả những cái mà bệnh nó phát sinh, nó không giống như các cây trồng khác. Nếu như mà mình không để ý hàng ngày thì rất khó thành công. Nghĩ vậy, anh Văn bắt đầu thử nghiệm trồng cam và một số cây ăn quả mới.
quan sát toàn bộ vườn cam, có thể thấy rất nhiều những hòn đất vón cục như thế này. Mặc dù đã sắp kết thúc vụ thu hoạch, thế nhưng bộ lá trên cây vẫn đồng nhất một màu xanh đậm. Anh Nguyễn Xuân Văn cho biết, điều này chứng tỏ đất trồng rất nhiều mùn, cây cam được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Dễ này. Anh Văn ơi, em thắc mắc là tại sao cái vườn này thì lá của cây cam rất là xanh ấy? Thì cái quy trình của mình chăm sóc sẽ khác với mọi người, là mình sử dụng hữu cơ hoàn toàn. Mình dùng phân hữu cơ, thì cái phân hữu cơ ấy nó tốt cho bộ rễ này. Thế nhưng mà nó làm cho cây khỏe và xanh, lá này xanh dày đậm, nó không xanh mướt. Vậy thì khi mà lá xanh khỏe mà quả của mình lại sao nó lại không có màu xấu này, và quả vẫn to đẹp, là lý do là mình gần như mình sử dụng phân hữu cơ hoàn toàn. Một năm ấy thì cái lượng phân hữu cơ mình bón có nhiều không, và mình bón có nhiều lần hay một lần thôi? Cái phân hữu cơ này một năm mình bón khoảng 2 lần. Thì lần đầu tiên là lúc mà trước lúc ra hoa mình bón khoảng 3 cân. Thế sau đó vào sau thời kỳ mà quả nó hình thành quả lớn một chút thì mình bón một lần nữa. Cộng với mình sử dụng toàn hữu cơ là mình dùng đỗ tương đã ngâm ủ để mang ra tưới. Thế nên là mọi cái vấn đề về hình thức là từ lá này và quả của mình nó rất là khỏe và đẹp. Cái phân hữu cơ thì anh thường dùng những cái loại phân hữu cơ gì? Dùng thì mình thường thường là dùng cái phân hữu cơ nhập khẩu từ nước ngoài. Nó có thể là cái phân hữu cơ đấy nó là toàn phần của con gà. Toàn phần con gà. Đấy. Thì là khi mình mang về đây mình bón thì nó rất là phù hợp với cây cam. Rồi thế còn thêm một cái nữa là mình ngâm đậu tương, ngâm cá. Cá nước ngọt với thời gian ủ để đủ khoai mục, thì sau đó mình mang tưới thì nó tạo thêm cả độ ngọt. Khi đã được công nhận Việt Gáp cho 16,8 hectare sản xuất mận, anh Văn theo đuổi mong muốn làm cam Việt Gáp. Bởi theo anh, sản xuất sạch là xu thế tất yếu, đem lại thu nhập ổn định nhất. Với cái sản xuất thì tiêu chí của chúng tôi vẫn là phải sản xuất sạch. Cam thì bây giờ tôi mới đang trình hồ sơ để làm sản xuất theo Việt Gáp và đang được các cơ quan liên quan đến theo dõi. Hiện nay chúng tôi đang tiến tới là trồng sen canh và đưa giá trị thâm canh từ những mảnh đất ở dưới những tán mận. Chúng tôi sẽ thâm canh những cây rau để đưa thu nhập càng ngày càng cao hơn. Sự đam mê tìm tòi những giải pháp mới và áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào trồng cam. Đến nay, vườn cam chịu quả đã bắt đầu được thu hoạch. Tại tổ hợp tác sản xuất và tiêu dùng mận an toàn Mộc Châu, những cây ăn quả đặc sản như mận hậu, cam được trồng theo quy trình Việt Gáp và quản lý theo chuỗi từ công đoạn trồng cho tới chăm sóc, thu hái, đóng thùng. Sản phẩm được dán tem điện tử thông minh để người tiêu dùng dễ dàng nhận diện. Đó là thành công lớn nhất mà 10 thành viên của tổ hợp tác này đã đạt được. Giờ đây sản phẩm của họ đã được đưa vào nhiều siêu thị lớn từ Bắc vào Nam. Nguồn thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Thu nhập thì với như cây mận bình thường, nếu mà sản xuất được theo tiêu chí Việt Gáp thì nó sẽ vào khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu một cây. Thế còn cây cam thì bình quân nó cũng rơi vào khoảng 1 triệu một cây. Thì với cái mức thu nhập riêng của hộ gia đình nhà mình thì là nó sẽ rơi vào khoảng từ 900 đến 1 tỷ trên một năm. Chúng tôi đã tạo được công ăn việc làm cho nhiều lao động, nhất là thời vụ và thường xuyên. Mỗi hộ gia đình đến thời vụ là có 20-30 nhân công để làm giúp gia đình trong những tháng mùa vụ. Thế còn ngoài ra thì là phải thường xuyên là thuê những người dân và bản địa ở đây để cùng nhau làm. Và chính từ đó mà làm giúp chúng tôi thì là cũng có kinh nghiệm để bà con cũng học hỏi thêm của chúng tôi. Đối với nhiều nhà vườn và bà con ở bản Pa Khen, Nguyễn Xuân Văn và tổ hợp tác sản xuất của anh là tấm gương sáng để học hỏi. Sự nhiệt huyết và những sáng tạo cống hiến cho tập thể của tổ hợp tác đã được huyện Mộc Châu và tỉnh Sơn La ghi nhận. Năm 2017 vừa qua thì tổ hợp tác chúng tôi vinh dự là một trong những hộ nông dân sản xuất giỏi, đưa giá trị kinh tế 1 hectare cây ăn quả từ 300 triệu trở lên, và chúng tôi đã được vinh dự là được vinh danh những người nông dân sản xuất giỏi của tỉnh Sơn La. Hiện nay, huyện Mộc Châu có khoảng 5.000 hectare cây ăn quả.
nhiều nhà vườn có mức thu nhập từ 700 triệu đến 800 triệu đồng một năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 13%. Thực tế đã và đang cho thấy, Mộc Châu, Sơn La chỉ có thể phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp mới phát huy triệt để tiềm năng nông nghiệp sạch và an toàn. Mục tiêu tiếp theo của anh Văn và bà con nơi đây là có thể xuất khẩu được trái cây an toàn ra thị trường các nước xung quanh.